Quang Bách xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Quang Bách Channel và thưa quý vị, hôm nay là tối chủ nhật ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ giấc còn lại bình an và để chuẩn bị cho mai làm việc thưa quý vị, mai là thứ hai rồi, nhanh quá thời gian đi rất là nhanh. À, và cũng xin nhắc nhở quý vị hỗ trợ cho chúng tôi là bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình. Đây là đây là nguồn an ủi cho chúng tôi nghe thưa quý vị. Chúng tôi rất là vui khi thấy quý vị subscribe và like và share chương trình. À, thưa quý khán giả, chủ nhật thì chúng ta cu biết cuối tuần đó thì có hầu hết các cơ quan truyền thông đều nghĩ với uh, thưa quý vị hiếm hoa lắm. Một cái tin hiếm hoa là mới có thôi chứ không có tin tức gì đặc biệt hay Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị À, cái bản tin ngày hôm qua chúng tôi thưa với quý vị đó là cái cuộc họp giữa Hamas và do Thái cũng như là Mỹ với đoàn của Mỹ với Ai cập và Qatar tại ở Cairo tức là Ai cập đó không chưa đạt được kết quả sau đó, đó thì nhờ cái làm áp lực là Mỹ làm áp lực là Mỹ nếu mà Hamas mà không ngồi vào bằng hậu nghị để thảo luận và cái giải pháp mà cái cái giải pháp mà do Thái đưa ra cái dự án đó là làm, làm sao thực hiện cái cuộc ngưng chiến thì uh, uh, Mỹ yêu cầu là Hamas nên thỏa thuận với cơ uh, thỏa uh, hiệp ước này cơ cái, cái, cái dự án này cái dự án này nó thiết thực và đó là sự cần thiết thì ngày hôm nay chúng ta biết là sau đó, đó thì Hamas bắt mãn cho nên Mỹ cũng yêu cầu Qatar bởi vì chúng ta biết là Hamas họ có văn phòng ở Doha ở bên Qatar mà nếu mà Hamas không đồng ý đó, thì Mỹ yêu cầu Qatar trục xuất không cho uh, Hamas đặt cái văn phòng ở đây thường trực ở đây nữa thì quý vị theo cái nhu cầu của đồng minh rất là cần thiết phải không thưa quý vị à, thì đồng minh của đồng minh của Mỹ là Qatar là Ai Cập là Jordan là các quốc gia lớn diện đó vì vậy cho nên cái sự mà lên tiếng của các quốc gia này rất là cần thiết do đó mà ngày hôm qua thì chúng ta thấy là à, Hamas cũng dịu giảm nó là sẽ sẵn sẵn sàng đồng ý chấp thuận trên nguyên tắc về cái giải pháp này đó. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 Thì chúng ta biết là Giám đốc tình báo của Hoa Kỳ Cơ quan tình báo của Hoa Kỳ là CIA đó ừ. Thì ông William Burr đang trên đường Ngày hôm qua thì ông có mặt ở rồi Ông có mặt ở Qatar Và ông cũng tới Cairo Cairo thì tới họp ở Cairo Nhưng mà nghe nói là Cái thỏa thuận nó chưa được đồng ý lắm Bởi vì thật sự mà nói đó Cái đề nghị đầu tiên đó Là có 40 ngày ngừng chiếm và sau đó, đó thì có, kho có khoảng 6 tuần để thực hiện cái cuộc trao đổi công ty và cũng ngừng chiến luôn nhưng mà bên Hamas họ yêu cầu đó là sau đó, đó thì phải ngừng chiến phải sau đó thì uh, mà, mà, họ yêu cầu đó là do Thái phải rút quân ra trong vòng 124 ngày trên giữa Gaza phải rút ra thì chúng ta thấy cái điều này hơi khó hơi khó ở điểm là ông lấy tên Yahoo đó thì cái nụ cốt của ông đó là cái nụ cát đó gồm hỗn hợp gồm thiên tả có thiên hữu có và những cái thành phần mà cực hữu đó giống như ông lấy tên dâu họ yêu cầu là phải tấn công vào Rafa nhưng mà áp lực của Hoa Kỳ không đồng ý về điểm này cho nên chúng ta thấy cũng còn lần khân thì ngày hôm nay họ cho biết là giám đốc tình báo trung ương của Hoa Kỳ đang có mặt ở Cairo và ngày hôm nay thì họ tạm ngưng để mà họ trở lại hội nghị vào ngày 7 tháng 5 này ngày mùng ba tức là ngày thứ ba thưa quý vị thì thưa quý vị thì ông ông william per ông này đó đã đi tới qatar để mà thảo luận với qatar thì chuyển vào ông đó là một lệnh ngưng bắn rất là mong manh là khi thì hamas họ chấp nhận nhưng mà khi thì do thái không chấp nhận bởi vì ông Netanyahu yahoo là phải đi vào giải gaza và đặc biệt là tấn công vào ở trong gọi là rafah cái thành phố rafah đó thì ngày hôm nay cũng mà là quân của 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 hamas tấn công ở giải gaza tấn công vào lãnh thổ của do thái và đã làm cho ít nhất là ba người và một số ba người chết và một số người bị thương thì đó là cái tin mới nhất thì thưa quý vị ông uh, William Burr, ông đoàn tư làm nỗ lực tối đa để mà có thể áp lực với do thái lẫn áp lực của hamas một bên thì hamas họ đòi ngừng chiến luôn một bên thì do Thái họ ngưng tạm thời và sau đó họ sẽ tấn công cho nên bây giờ họ cũng có vẻ cứng rắn khó khăn quá mà ông William Ba thì ông qua ông thảo luận để mà ông làm áp lực với Hamas lắng do Thái để cô thử cái kết quả nó ra sao thì chúng ta chờ xem bởi vì họ tạm thời bữa nay ngưng và mùng 7 tức là ngày thứ ba thì họ trở lại để mà thảo luận tiếp thưa quý vị và phái đoàn của Hamas thì họ đi về ở Qatar để họ lấy cái chỉ thị của uh, uh, ban tham mưu ở ở Qatar tức là văn phòng họ, họ đặt ở Qatar mà hai bên thì đổ lỗ cho nhau và phái đoàn của Hamas cho biết là họ rời uh, ở uh, uh, họ họ rời họ họ rời Cairo tức là Ai Cập để họ về để thỉnh ý và, và họ trở lại vào ngày 7 tháng 5 theo của nguồn tin Ai Cập cho biết thì thưa quý vị đó là cái bản tin đầu tiên gửi đến quý vị bản tin ở tòa Bạch đắp đó cơ quan mặt vụ và bảo vệ ở tòa Bạch đắp thì chiều hôm qua vào lúc 10 giờ 30 tối thì một chiếc xe à, một chiếc xe mà một người tài xế đó bị thiệt mạng vào lúc 10 giờ ở ngày hôm qua tức là thứ bốn thứ tối thứ bảy mà 10 giờ thì 10 giờ 30 thì chắc cũng là khuya rồi thưa quý vị khi mà tài xế hậu lái xe trên cái đường Pennsylvania trên cái đại lộ Pennsylvania đó thì họ đi rất là nhanh thì không biết là họ cố tình hay vô tình họ đụng vào cái bên bên ngoài của cái cổng của tòa nhà đó và đã khiến xe khai bị động á thì cảnh sát và, và mặc vụ tới đó, thì người này đã thiệt mạng rồi thưa quý vị, pháp ngôn viên của mật vụ thì cho biết đó là lực lượng mật vụ này cảnh sát này và lính cứu hỏa ở đó đó thì họ mở cuộc điều tra để họ xem thử cái việc gì sẽ xảy ra ông này là có động cơ gì tại sao lại đi lấy xe mà đi nhanh mà lại đụng vô cái trụ ở bên ngoài thì uh, có điều đó không không có gì uh, thiệt hại nhưng mà ông xe chắc là xe xe chắc là bị hư cho nên mà tài xế lái nhanh như vậy mà tới nơi thì cảnh sát qua thì thấy ông đã tắt thở rồi yeah nhân cái cơ hội này thì xin nói thêm về lịch sử của tòa bạch ốc chút xíu quý vị ở xa ở hoa kỳ thì chắc hiểu về lịch sử của tòa bạch ốc nhưng mà quý vị ở xa thì nói tòa bạch ốc có từ lúc nào thưa quý khán giả tòa bạch ốc đó họ xây dựng từ năm 1792 và được dựng lên đó và được hoàn tất là 1800 và chính thức họ khai mạc để họ làm việc ở trong cái tòa bản đắp này là vào 1901 dưới thời của ông Roosevelt thưa quý vị đó là những cái tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để quý vị thấy là à, bên Hoa Kỳ này cũng có nhiều cái phức tạp lắm dân số thì 330 triệu nhưng mà chúng ta thấy súng đạn thì thoải mái xài mua tự do cho nên có hồi rồi cũng cháy chắc với nhau vì những cái chuyện không đoán nữa bởi vì khi mà họ có súng ở trong người đó thưa quý vị họ nắm dặn lên với một người bạn hay là với một người đấu thủ nói chuyện đó, thì họ không kìm được bởi vì cái khẩu súng nó kế bên cạnh mà cho nên lấy súng ra bán liền tại chỗ là tại vì súng nó dễ dàng quá mua quá dễ dàng ví dụ như là tiểu băng tay xịt của chúng tôi mua súng là, là không cần có license không họ đeo súng được tự do chứ không cần có giấy phép cho nên đơn giản quá mà vừa rồi thì à, Tổng thống Joe Biden có đưa ra một cái xác luật ký là những ai mua súng đó Thì phải xét tới cái qua thử họ có tình trạng là bị bệnh trầm cảm hay không hay là hút chất Bởi vì những người mà hút đó họ sai vô ra thì họ dễ đưa đó, chứ những, những cái biến động lắm Hoặc là à, họ trầm cảm, họ trầm cảm mà buồn bực cái gì đó cũng có thể nổ súng Cho nên cái điều này cũng rất là dễ dàng xả ra thưa quý vị Bây giờ thì một bản tin nữa đó các bản tin này theo cái giới chức của à, của của do thái loan tin ngang thưa quý vị họ họ nói là mỹ có thể tạm dừng chuyển vũ khí cho do thái chúng ta không biết mức độ chính xác như thế nào nhưng mà theo cái tờ báo cho biết đó thì hai quan chức của do thái nói là chính phủ của ông à, tổng thống joe biden vào tuần trước họ tạm dừng chuyển một lô hàng vũ khí do mỹ sản xuất gửi cho do thái thì các quan chức của do các quan chức do thái họ cho biết đó, cái động cái động tác này đó mà không chuyển vũ khí đó đây là cái điều rất là đặc biệt họ đón lo ngại bởi vì từ ngày 7 tháng 10 khi mà hamas tấn công vào do thái đó cho đến nay thì cái chuyện cái chuyện mà à, hoa kỳ chuyển vũ khí cho do thái nó bình thường nó không có cái điều gì trở ngại cả nhưng mà bây giờ thì có một cái lô hàng mà chở vũ khí nhưng mà không biết tại sao họ tạm thời dừng ở không chở vũ khí đó thưa quý vị nếu có thông tin này mà đúng là sự thật đó thì đây là lần đầu tiên Mỹ chuyển vũ khí cho quân đội của Do Thái gặp trở ngại chúng ta để chờ thử xem thông tin này đưa ra trong cái bối cảnh là chúng ta biết trong cái bối cảnh là sinh viên của các trường đại học ở Hoa Kỳ ít nhất là 6 bãi tiểu bang có số sinh viên đi biểu tình họ biểu tình là họ đòi là ngưng giúp yêu cầu hoa kỳ là không có cung cấp vũ khí cho do thái cái điều thứ hai là họ nói là cắt đứt viện trợ của mỹ cho do thái nữa họ đồ cắt nước nữa thì trong khi đó thì chúng ta thấy cũng rất là khó khăn tổng thống joe biden nghe là đứng trên như chúng tôi nói đứng trên đe giữa búa trên đè giữa búa thành cũng khó giải quyết cái vấn đề này chúng tôi xin lặp lại là khó giải quyết là tại sao bởi vì cái làn sóng biểu tình đó, thì nó lan rộng nhưng mà nó khác với các cuộc biểu tình trước đây là họ nhìn thấy cái tình cảnh của người Palestine đó mà do Thái tấn công đó làm cho cháy chấp gia tăng. Bữa nay là cái thống kê kiểm tra đã cho biết là có vào khoảng 34.600 người Palestine đã bị chết. Trong phần nửa của số người này đó là đàn bà, và phụ, à, phụ nữ và con nít. Thì quý vị thấy cho nên họ xúc động. Bởi vì uh, do Thái đó, họ nói là tại vì Hamas tấn công giết người Do Thái của chúng tôi 1.200 người và bắt trên 253 người làm con tin tức là tổng cộng cho nó một 500 rưỡi đi thì chúng tôi phải trả thù thì nghe trả thù lại Hamas thì có lý bởi vì Hamas sinh ra khủng bố cho nên họ họ, họ họ, trả đũa là đúng à, nhưng mà khi trả đũa đó là, là, là đụng tới thường dân bởi vì những người mà Hamas họ họ, họ lẫn lộn ở trong dân uh, thường và họ đặt cái căn cứ ở trong ở dưới hầm ở dưới nhà thương ở dưới nhiều địa điểm cho nên khi họ bắn vào thì Do thái tấn công lại đó làm chết chấp rất là nhiều. Và đây là cái điều mà làm cho các uh, những người trẻ, những người có tư tưởng cấp tiến uh, thì họ không đồng ý về điểm này. Mà chính quý vị biết là chính ông à uh, uh, Sumer là chủ tịch của dân chủ mà ở Thượng viện đó. Ông cũng, ông cũng lên tiếng về vấn đề này ông đề nghị là ông lấy tên yahoo nên từ chức bởi vì ông lấy tên yahoo đã làm cho do thái trên trường quốc tế không còn có uy tín nhiều như trước đây nữa À, do đó là mà ông đề nghị mà ông lấy tên Yahoo nên từ chức và thêm vào đó thì sau đó chúng ta thấy có mấy người cũng lên tiếng về vấn đề này đặc biệt là bà Nancy Pelosi là chủ cựu chủ tịch của quốc hội mà bà là đảng dân chủ bà lên tiếng bà nói cần phải thực hiện một cuộc bầu cử ở ở dầu Thái bởi vì ông lấy tên Yahoo ông cứng rắn quá mà cứng rắn quá đó thì chúng ta biết là sẽ gây ra tăng thương và thưa quý vị, khi mà Mỹ hậu viện trợ cho Do Thái, họ có một cái điều kiện. Tức là Do Thái phải tôn trọng về luật lệ chiến tranh. Trong cái luật lệ chiến tranh đó là nói gì? Anh chỉ giết đối phương thôi. Nhưng mà phụ người dân thường không sẽ, sẽ không bị giết. Người dân thường bình thường làm sao anh giết nhiều quá cho nên cái vụ mà palestine có thì tới ngày hôm nay đó nhiều người lên tiếng về vấn đề phản ứng đối với do thái đến nỗi chúng ta biết là các nước ở bên à, bên âu châu đó như thổ nhĩ kỳ và một số quốc gia như nam phi họ đã kiện ra ông kiện ông nói trên Yahoo đưa ra tòa án hình sự quốc tế và thưa quý vị trong những ngày vừa qua thì tòa án hình sự quốc tế họ dự trù họ đưa ra một cái phán quyết là truy tầm truy nã bắt ông Nathan Yahu, à, và Bộ trưởng Quốc phòng cũng như là Tổng tư lệnh quân đội của Do Thái. Và bên phía Hamas cũng bắt một cái người lãnh đạo của Hamas nhưng mà họ chưa nêu tên. Chính vì cái điểm đó mà ông Nathan Yahu đã cầu cứu vào Chủ nhật vừa qua, à, à vào, tuần vừa qua, để gọi cho Tổng thống Joe Biden là tìm cách can thiệp về vấn đề này. Cho nên theo à, Mỹ thì viện trợ vũ khí cho Do Thái. Viện trợ phương tiện cho Do Thái nhưng mà luôn luôn bảo vệ do thái mà nói thì do thái không nghe bởi vì yêu cầu là do thái không ngưng đi đừng có tấn công vào ở thành phố rafa nữa mà ông lấy tên yahoo đó ông muốn là tấn công cho nên ông cũng không nghe bây giờ áp lực rất là nặng và chúng ta biết là vừa rồi đó là ông ngoại trưởng của hoa kỳ là ông anthony blinken đã tới dùng những cái lời lẽ rất là cứng rắn đối với hai bên đối với, à, với hamas thì họ nói là nếu mà anh không rút quân đó, thì họ đề nghị với qatar là trục xuất không cho à, à, hamas đặt cái văn phòng ở, ở bên qatar nữa đâu có gì theo rồi bây giờ đó thì đối với do, do thái nếu mà Chúng ta thấy cái lần sáng biểu tình đó, thì đùa họ là Tổng thống Joe Biden không có viện trợ à, quân sự cho Do tái Nhưng mà khi mà Mỹ viện trợ họ cũng có cái điều kiện họ là anh phải bảo vệ cái luật lệ chiến tranh. Tức là chiến tranh là anh tấn công vào đấu vương nhưng mà anh không thể tấn công vào dân thường được. Bởi vì với, với cái dân thường là cái điều đó không ai chấp nhận thưa quý vị. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta thấy là do thái có thể trong những ngày tới phải tuân phục nếu mà chúng ta thấy cái cái, cái, bản tin mà nói rằng là vũ khí của Mỹ đó à, không có chở tới tạm thời dừng lại đó thì đây cũng là cái lý do mà chúng ta hy vọng là Mỹ có thể làm áp lực với do thái bởi vì ông đấy tên Yahoo ông cứng đầu nó không nghe mà những ngày vừa qua đó thì dân chúng biểu tình là đòi trả trao trả con, à, con tin nữa thì à, thì ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng nói là cái cái giải pháp đầu tiên đó là phải ngưng bắn Sau ngưng bắn 40 ngày đó Thì phải thu xếp để mà có chừng trao trả Quân tin trong vòng 6 tuần lễ Thì cái giải pháp này nghe có lý Mà nếu mà Do Thái mà nghe lời Hoa Kỳ Cũng như là Hamas Họ áp lực để mà Họ ngồi vào bàn hôn nghị Thì chúng ta hy vọng rằng cái giải pháp mà cho giữa cho do thái và hamas tạm thời lắng dịu thì nó lắng dịu xuống đó, nó hạ diệt cũng rất là quan trọng thưa quý vị quý vị biết là à, bây giờ bên cộng hòa họ khai thác cái điểm mà các trường đại học biểu tình đó họ đổ lỗ cho ông Biden họ nói ông Biden á là như vậy là không có cứng rắn à, đối với những người biểu tình cho nên để người biểu tình nó lan rộng ra biểu tình các đại học nhưng mà từ từ rồi nó cũng hết bởi vì đây mùa này đó là mùa nghỉ hè rồi các trường tháng năm thì họ ra trường họ làm lễ ra trường nhiều lắm trong tháng năm nhưng mà tới quá nửa tháng năm hay cuối gần tới tháng sáu là hết rồi thì cái sự nghỉ hè hết thì có lẽ là trường nó sẽ ván bắp và người ta sẽ tìm biện pháp cứng hơn không xảy ra nhưng mà chúng ta cũng như chúng tôi thưa được cái bản tin ngày hôm qua đó thì tổng thống Joe Biden một mặt là cái áp lực của những người biểu tình, những người hồi giáo, những người trẻ, nhưng mà mặt khác cũng áp lực cho những người tà việt, những nhà tài trợ cho đảng dân chủ. À, có cái nhà tài trợ cho đảng dân chủ thì họ cũng không mong phải là phải làm sao phải bảo bảo vệ, bởi vì họ là nguồn tài chính chính mà, họ là chỗ dựa mà. Cho nên có lẽ là tổng thống Joe Biden phải cân nhắc về cái điểm này để mà đưa ra cái giải pháp đó thưa quý vị ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5 trước đây chúng tôi có đưa bản tin đó là ông tập cận bình sau gần 5 năm đây là lần đầu tiên ông đi ra hải ngoại đó thưa quý vị ổng đi qua Mỹ rồi đi qua Mỹ là, là, tháng 11 năm 2023 đã qua Mỹ để mà họp thượng đỉnh với tổng thống Joe Biden nhân cái hội nghị mà EPEC ở, ở tổ chức ở San Francisco rồi nhưng mà ổng đi Âu Châu thì đây là lần đầu tiên kể từ sau đại dịch cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên ông Tập Cảnh Bình đi tới Âu Châu à, chúng tôi muốn đưa cái bản tin để quý vị đưa cái hình chứ để quý vị thấy cho nó vui tí xíu đây là hình đây là ông thủ tướng của pháp rồi thưa quý vị. Quý vị thấy ông thủ tướng trẻ quá phải không? Ông thủ tướng này ra ngoài phi trường đón tiếp ông tập cận bình và phu nhân của ông là bà 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 phu nhân của ông tập cận bình. thì sau đó thì tổng thống pháp thì có gặp ông ông tập cận bình thì chúng tôi sẽ đưa hình quý vị đây. à, phu nhân của ông tập cận bình là bành lệ viện cái tên hơi dài cho nên chúng tôi có nhớ bành mà quên cái tên viện để bành lệ viện thì thưa quý vị trong cái cuộc họp ngày hôm nay thì sẽ có bà à, đây là chủ tịch của của EU tức là Liên Hiệp Âu Châu và Tổng thống Pháp cũng như ông Tập Cận Bình à, thì đây là họp ngày ở Pháp À, thì đây là một cái giải pháp mà chúng ta thấy là uh, như vậy đó tổng thống Pháp kéo thêm nữa bà chủ tịch liên âu bà chủ tịch uh, của EU đó thưa quý vị à, thì thưa quý vị ông tập tống bình thăm uh, pháp ngày mùng năm sau khi thăm pháp đó, thì ông sẽ đi qua uh, gặp uh, qua Serbia rồi ông gặp ông uh, qua tới thăm hungary là ông kỳ này ông đi tới ba quốc gia thì trên cái bằng bằng thảo luận đó, chủ đề để mà thảo luận đó là nó về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì làm sao áp lực ông Tập cận bình đừng có viện trợ vũ khí cho, à, à, cho 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 Nga bởi vì đây là cái giải pháp quan trọng bởi vì Nga có chỗ dựa là ông Tập cận bình bởi vì Trung Quốc mà họ có vũ khí và phương tiện họ cũng đầy đủ nữa cho nên họ viện trợ vũ khí cho ông à, cho ông Nga À, thì bây giờ đây là cái áp lực thứ nhất và cái áp lực thứ hai là tìm một cái giải pháp làm sao trong đông gọi là thu hẹp lại thu hẹp tức là thu hẹp cái nhiệt độ nó hạ nhiệt đó bởi vì nếu không nó giữa trong đông đó, ở trong đó có aren và aren quý vị nhớ là mới tấn công mà do thái tấn công vào aren thì làm tấn công vào syria cái tòa đại sứ của của aren ở đây đó thì bị bị làm chết bảy người à. À, cho nên à, bảy người mà trong đó có hai ông tướng và nam sĩ quan cho nên ireland tức giận và sau đó ireland tấn công lại do thái trả đũa rồi sau đó thì do thái tấn công vào ở ireland nhưng mà cũng coi như là à, mỹ và các nước tìm cách hạ nhiệt để cho sự trả đũa đó là vừa phải thì coi như tạm thời trong những ngày vừa qua láng dịu thì trong cái chương trình nghị sự đó có bằng tới nga ukraine và có bằng tới vấn đề trung đông bởi vì tập cẩn bình đó là cái quốc gia mua dầu quả mua dầu của Nga và mua dầu của Ireland, cũng rất là quan trọng cho ông phải ít cho nên họ tiếng nói của uh, tiếng nói của ông tập cận bình cũng quan trọng đó à, cho nên thưa quý vị là đây là lần đầu tiên sau năm 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 thì tổng thống Pháp Macron cùng với uh, uh, mà chủ tịch của Liên hiệp Âu Châu cùng với ông tập cận bình thì người ta nói nhiều. thì trong dịp này đó ông Macron đã mời chủ tịch EU là bà Von der Leyen để cùng tham dự tiếp xúc với ông Tập Cận Bình. Đây là cuộc họp diễn ra vào sáng thứ hai, tức là ngày mai thưa quý vị. Ngày 6 tháng 5, bữa nay thì ngày 6 tháng 5, Tổng thống Pháp khẳng định bảo vệ lợi ích của Âu Châu. À, à, bởi vì Âu Châu đó đóng một vai trò rất là quan trọng là vì hiện tại Âu Châu là có 27 quốc gia liên hiệp Âu Châu. Và NATO thì có 32 quốc gia thành viên cho nên hiện nay đó trăng trăng Liên Hiệp Âu Châu có 27 quốc gia Nhưng mà cái quan điểm về chính sách của họ đó cũng không có đồng thuận với nhau hoàn toàn đâu bởi vì hai ba người trở lên là đã khó rồi ba người mà đã khó rồi đừng nói là bây giờ tới 27 người cho nên cái quan điểm của những nước uh, nhiều quá cho nên nó không đồng thuận mà hai quốc gia mà gọi là coi như hai quốc gia mà cường quốc đó, là không bốc đồng đó là ai đó là Đức và Pháp quý vị thấy là cách đây một tuần lễ thì chúng ta biết là à, ông à, thủ tướng của thủ, ông ông thủ tướng của Đức đi qua Trung Quốc nhưng mà lại không có thông báo hay lố cách khác, khác là không bằng bạc với các quốc gia ở trong Liên Hiệp Âu Châu cho nên đây cũng là một cái điều mà họ cho rằng là Đức đi một mình cho nên lần này nữa thì chúng ta thấy tổng thống pháp ông kéo hơn ông tế nhị hơn ông mời bà à, bà chủ tịch của liên hiệp Âu Châu cùng tham dự tranh cái vấn đề này đây cũng là một vấn đề cũng hay. Dạ, yeah. thì à, người ta cho rằng là ảnh hưởng à, ảnh hưởng của 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 Trung Quốc lên các nước Âu Châu rất là quan trọng nhưng mà cái ảnh hưởng đó làm thế nào phải có sự đồng thuận nhất trí với nhau nếu không đó thì chúng ta thấy là à, Ông, ông tập cận bình dùng cái mùi kinh tế đó ông sẽ làm phân hóa các nước Âu Châu và đây là cái điều không ai muốn của ông thưa quý vị chúng ta nhớ là vào tháng 4 năm 2023 khi mà tổng thống pháp cùng với bà à, khi mà tổng thống pháp cùng với cùng với bà chủ tịch liên hiệp Âu Châu đó bà von der Leyen à, thì tới đi Trung Quốc nhưng mà ông tập cận bình cũng chơi điếm lắm lần đầu tiên thì ông gặp gặp chung nhưng mà sau đó ông là tách ra giữa hai người khác nhau không có cho không cho đi không có tiếp xúc chung mục đích của ông tập cận bình là muốn tạo cái sự phân hóa trong liên hiệp âu châu bởi vì liên hiệp âu châu là coi như một cái thị trường rất là lớn 27 quốc gia mà thưa quý vị cho nên ông tập cận bình chơi là tách riêng ra nhưng mà bây giờ chúng ta biết là sau khi anh không còn trong liên hiệp âu châu thì ba của quốc gia, hai quốc gia còn lại là nước Đức và nước Pháp là chịu đầu tàu. Cho nên Đức và Pháp là hai quốc gia đó có phải sự của thân thiện với nhau, hợp chung quân thì cái tiếng nói của họ mới có trọng lượng trang liên hiệp Âu Châu. Còn nếu mà Đức mà Pháp ấy, thì Đức và Pháp mà tách ra hay là có quan điểm khác ấy, thì cũng khó mà có tiếng nói chung đó thưa quý vị. Trong NATO thì chúng ta biết là Trung Quốc chính thức bị xem là đấu thủ của hệ thống. NATO đó thì họ xem Trung Quốc là đối thủ, à. Nhưng mà khi nó đến xây dựng cái lập trường chính trị của EU đó và với Bắc Kinh đó thì là ý chí của các nước trong Âu Châu đó họ là yếu. Đứng về NATO về quân sự đó thì họ rất là mạnh mẽ. Họ nói là coi như là Trung Quốc là đối thủ. Nhưng mà khi và quyền lợi về kinh tế các nước Âu Châu khi thảo luận đó, thì họ sụp rè. Bởi vì cái quyền lợi kinh tế mà thưa quý vị các thành viên của EU nó muốn thuyết phục ông Tập Cận Bình đứng về phía Ukraine. Họ là không biết là lần này họ thuyết phục được không. Nhưng mà ý của họ là muốn làm sao ông Tập Cận Bình phải tính riêng ra, phải đứng chung với uh, uh, ủng hộ cho Ukraine và làm sao có cái cuộc uh, uh, áp lực với, với Putin để mà có một cái giải pháp hòa bình chung. Nữa, thưa quý vị, hay ít nhất là phải cung cấp, ngưng cung cấp vũ khí cho Nga cũng như ông Victor Orbán, á, chúng ta biết ông Victor Orbán, chúng tôi nhắc hoài các quý vị, ông này là thủ tướng của Hungary nhưng mà ông lại có thân thiện với ông Putin và ông có cái khuynh hướng độc tài, ông độc tài chứ ông khuynh hướng độc tài, cho nên ông Donald Trump cũng khoái ông lắm và cách đây vào ngày 8 tháng 3 cũng mời ông qua Malago là vì những cái yếu tố là ông Trump ông muốn qua thử cái mô hình của các nước độc tài nó như thế nào thành ông muốn đi vào độc tài mà từ chế độ dân chủ chuyển qua độc tài ra sao thì ông phải ông học hỏi ông xem cái này thì chúng ta biết là ở bên uh, Hungary đó, mới có tổ chức một cái hội nghị hành động về các uh, khuyên khuynh hướng bảo thủ đó tổ chức thì ông 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 Donald Trump cũng gửi một cái cuốn video ca tụng ông Victor Uben văn văn và vân văn. thì có ông mặc mấy đồ là tấm uh, chánh văn thần của tòa bạch ấp cũng gửi một cái video và nhiều nhân vật nữa trong đó có hai dân biểu là gọi là Maga đó, mà bảo thủ cực đoan đó là thuyết âm mưu đó cũng có đi từ qua Hungary để mà tham dự cái hội nghị về hành động bảo thủ này thưa quý vị thì khi mà ông ông chúng tôi nhắc như trên đó là ông Olaf Scholz ông này là thủ tướng của của thủ tướng của Đức nhưng mà là một đối tác quan trọng với Âu Châu nhưng mà ông khi ông đi qua Trung Quốc đó, chúng tôi lặp lại một lần nữa là đi qua Trung Quốc thì ông không có cái sự thảo luận đồng thuận để có tiếng nói chung của các nước ở Âu Châu về phía cạnh kinh tế đó, thì thưa quý vị chúng ta biết là muốn điều chỉnh cái quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Âu Châu nó cũng khó bởi vì nước nào cũng muốn xé lẻ để đi vì quyền lợi kinh tế thì bây giờ đó ông tập ông đi kỳ này là cái xe điện của Trung Quốc đó. bây giờ họ sản xuất nhiều lắm mà cái số xe điện mà ông bán qua thị trường Âu Châu đó thì tương đối rẻ bởi vì cái nhân công của họ rẻ cho nên họ phải sản xuất nhiều mà sản xuất nhiều rồi bán ra cái thị trường đó, giá rẻ thì giá rẻ đó nếu mà họ mua ai cũng muốn mua xe giá rẻ cho nên nếu như vậy đó thì xe của các nước âu châu và cũng bị gặp khó khăn vì vậy mỹ đó cũng lên tiếng về vấn đề này đó thưa quý vị bà janet gieo lên bộ trưởng bộ bộ tài chánh của của mỹ đó, khi mà tới tập trung bình cách đây hai ba tuần đó quý vị bà cũng nhắc là về cái vấn đề này đó thưa quý vị bây giờ ông tập mà khi ông tới ở ở pháp ông tham là quốc gia đầu tiên thì ông ca ngợi lắm ông cho rằng là ông tập trung bình ca ngợi có quan hệ giữa à, trung quốc và pháp là đây là cái mô hình mẫu trên quốc tế và ông nói là đây mô hình mẫu sẽ được áp dụng cho nhiều quốc gia trên thế giới thì à, chúng ta biết là trong chuyến tham hiếm hoa này chúng ta đây là hiếm hoa bởi vì pháp á, trong cái bối cảnh là Trung Quốc và EU rất là căng thẳng, Trung Quốc và EU rất là căng thẳng vì cái thị trường của thương mại đó họ không muốn là cái xe hay là cái những vật liệu của Trung Quốc mà bán qua Âu Châu đó giá rẻ quá và khi giá rẻ đó thì nó sẽ ép cháy cái giá của uh, trang nội địa cho nên đây là cái điều mà họ lên tiếng ông tập ca ngợi có quan hệ Trung Quốc như là một cái hình mẫu À, chúng ta không biết là Pháp có uh, Pháp Thì khi mà ông mời bà chủ tịch của Liên Hiệp Âu Châu Mà tới tham dự chung như vậy đó Là Pháp muốn kéo Và bây giờ Pháp là một trong những đầu tàu Nếu chỉ có Pháp với Đức là đầu tàu của Liên Hiệp Âu Châu thôi Cho nên tiếng nói của ông Macron là tiếng nói nó có trọng lượng Thưa quý vị Thì quý vị biết là khi ông Tập Cận Bình mà tới ở phi trường uh, Ở Đời Gôn đó thì cái người ra đón là thủ tướng của của thủ tướng của pháp ông là quá trẻ quan hệ pháp và trung quốc là hình mẫu trong cộng đồng quốc tế bây giờ thì chúng tôi đưa thêm cái bản tin nữa thưa quý vị tâm thông pháp đó, thì quý vị trước đây chừng lỗi tháng 2, trăng tháng 2 vừa qua đó ông có tuyên bố là pháp không loại trừ khả năng gửi quân đội tới Ukraine. thì khi mà pháp ông macron ông tuyên bố như vậy có người nói là có lẽ là ông tuyên bố bị hú ông tuyên bố có lẽ là không có cẩn thận cho nên ông tuyên bố nhưng mà sao đó ông chấp nhận không ông cái không tôi tuyên bố như vậy thì ngày hôm nay ông cũng tuyên bố như vậy đó thưa quý vị ông nói này ông tổng thống pháp nói là đưa ra một lần nữa ông nói là nhiều nước ở nhiều mặc dù nhiều nước ở ở nato họ không đồng ý cái giải pháp là cỡ quân đội tới ở ukraine nhưng mà lãnh đạo và nhiều nước đó, Bà Tổ họ lo ngại đó là nếu gỡ quân đội đó thì cái lần sáng chiến tranh nó nó là lần lớn và có thể đưa tới cái tình trạng là có thể xả ra chiến tranh giữa NATO với Nga. Cho nên người ta dè dạt. Người ta nói là như Ý. Bữa nay họ tuyên bố là Ý không có ý định gỡ quân đội tới Ukraine. Và Thủ tướng Anh cũng vậy. Thủ tướng Anh cũng nói không có giải pháp gửi quân đội tới, tới Anh. Nhưng mà để trả lời ông à, tổng thống pháp Macron đó ông phản, ông được phản vấn từ Economic phản vấn ông vào đầu tuần này này mới cách đây mấy ngày thôi thì ông Macron cho biết là Paris có thể xem xét cái điều cách để mà gửi quân đội tới Ukraine nếu mà ông ông cho ông, mặc dù ông nói gửi nhưng mà cũng có, có có cái điều kiện điều kiện gì thứ nhất là nếu nga mà vượt cái phòng tuyến của Ukraine để tấn công đó thì ông yêu cầu là có tăng thêm quân nguyện lúc đó nếu mà Ukraine yêu cầu ông có hai giải pháp để chúng, chúng tôi xin lập lại ông Macron ông nói là ông sẵn sàng gửi quân đội của Pháp tới thăm chiến ở Ukraine với hai điều kiện điều kiện thứ nhất là nếu Nga mà phá vỡ cái phòng tuyến của Ukraine tức là nguy cập rồi đó phòng thứ hai là nếu Ukraine yêu cầu xin pháp gửi quân đội thì lúc đó ông sẽ gửi quân đội à, à thưa quý vị cho nên đây là cái vấn đề để nga nếu mà nga giành được chiến thắng ông có nói thêm nếu mà nga giành chiến thắng ở ukraine thì đồng thời có nghĩa là nga sẽ tuyên bố chiến tranh ở với âu châu và cái điều này thì nó là càng nguy hiểm hơn thà là mình gửi quân tới đó để thăm chiến mà còn bảo vệ để lấy lại còn lấy lại cái đất cho ukraine thì tốt hơn bởi vì ông nói là nếu ukraine thua là cả âu châu thua đó thưa quý vị cho nên những cái phát biểu mới nhất của ông Macron Ông lặp đi lặp lại như vậy đó Thì chúng ta thấy trước đây đó Thì nhiều người cho rằng là Ông tuyên bố như vậy là bị hố Hay là ông, ông lỡ miệng Nhưng mà không Ông quyết quyết tuyên bố như vậy Ông cho rằng là nếu mà mình không hỗ trợ với Ukraine Thì Nga trước sau gì Nếu họ thắng ở Ukraine Thì họ sẽ tấn công vào các nước khác Đó là điều đương nhiên cho nên ông nó cần phải gửi quân thư quý vị thì ngày hôm nay cũng là một cái tin vui cho Ukraine đó là à, Đức họ sẽ gửi tới một à, một, một hệ thống mắt thần mắt thần tức là radar đó họ có thể nhìn thấy được trước đó thưa quý vị đây là Đức họ sẽ gửi viện trợ cho 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 Ukraine sáu cái dần họ viện trợ sáu cái dần radar để cho Ukraine có thể nhìn thấy phát phát giác ra trước khi mà máy bay hoặc là máy bay không người lái hoặc máy bay tấn công bò ở đâu thì họ biết trước thì bây giờ họ gọi là cái loại này là loại mắt thần tức là hệ thống mà radar gọi là mắt thần công công ty mà cảm biến này đó à, gọi là Hanso công ty này là của Đức vừa mới đây công bố là họ sẽ gửi viện trợ cho Ukraine thêm 6 cái dòng radar theo cái mắt thần này thưa quý vị để giúp cho kiếp để giúp cho Ukraine tăng cường cái khả năng phòng không văn phòng truyền thông của công ty hansot vào ngày mùng năm tức là ngày hôm nay cho biết là hansot sẽ cung cấp cho ukraine là 6 cái dàn radar gọi là mắt thần để mà tăng cường cái năng lực à, phòng không trong cái bối cảnh là nga gia tăng cái cường độ quân sự trong chiến tranh đối với ukraine đó thưa quý vị à, một bản tin nữa mà bản tin này chót đó thưa quý vị xin gửi đến quý vị đó là chúng tôi có đưa rồi nhưng mà chúng tôi nhắc lại vào ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua đó thì thủ tướng Đức có ghé ở có thăm Pháp và trong cái vấn đề giữa Pháp và và Nhật giữa Pháp và Nhật nha chúng tôi xin nhắc lại thủ tướng Kishida có tới thăm Pháp vào ngày mùng 2 tháng 5 trong cái vấn đề thăm này hai hai nước ký với nhau một hiệp ước là mở cửa cho tiếp cận lẫn nhau là thế này tức là ông cho là vũ khí của nhật và vũ khí của pháp có sự hiện diện với nhau tức là khi mà cần thiết thì tàu của pháp có thể vào cặp bến của hải cảng của nhật và ngược lại mà, mà những cái tàu chiến của của nhật đó có thể cặp bến ở bình pháp tức là họ trao đổi có với nhau về luân chuyển với nhau tức là thân thiện với nhau thì trước đây không phải là nhật với 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 pháp là bây giờ mới ký đâu trước đây Nhật đã ký với Anh, đã ký với à, à, Anh, đã ký với Anh và Úc nữa, Ốc chúng tôi nhớ là Anh và Úc là hai quốc gia đã ký với Nhật, tức là hai bên có thể trao đổi quân đội với nhau, hai bên tàu chiến của hai bên có thể cặp bánh quốc gia kia và vũ khí của Nhật cũng như vũ khí của Pháp có thể xuất hiện trên nước khác, trên 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 quốc gia của mình, tức là Pháp thay vì xuất hiện ở bên Pháp thì xuất hiện ở bên, có thể xuất hiện ở bên Nhật và ngược lại vũ khí của Nhật có sẽ xuất hiện ở bên nhà Pháp đó là chúng ta thấy tại sao mà Nhật đi tìm những đồng phương sang phương với nhau là vì sao cuộc chiến trên thế giới này nó 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 nó, nó biến chuyển không lường và chúng ta biết trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy là À, Trung Quốc đó, khi mà tàu của Trung Quốc phun và rầm vào tàu hải, hải cảnh của Philippines đó, thì Philippines lên tiếng và um, mời đại sứ của Trung Quốc ở Manila tới để hỏi là tại sao như vậy vân vân và vân vân thì Trung Quốc lại đưa ra một cuốn gọi là đưa ra một cái hiệp ước mà trước đây ký với ông thầy của ông Duterte mà nói ông Duterte lần đầu tiên làm thủ, uh, thủ tướng ở Phi đó mà đi qua Bắc Kinh đó thì hai bên giữa Bắc Kinh và Manila có thỏa thỏa thuận với nhau về bước này thì khi mà hỏi ông Marcos thuộc, uh, tổng thống Marcos đó, ông ông không biết về hiệp ước này và ông Duterte có xác nhận đó là ông đây là cái hiệp ước chỉ hứa miệng với nhau thôi chỉ hứa miệng với nhau là trên cái lãnh hải đó để tránh giảm thiểu cái sự gọi là tấn công căng thẳng với nhau đó thì cho tàu đánh cá của Trung Quốc đi vào những cái khu vực ở bãi cỏ mây nhưng mà họ không xác nhận là tàu dân sự thông nghe thưa quý vị tàu dân sự chứ không phải tàu quân sự tức là tàu đánh cá bình thường đó không có hải cảnh đó. thì ông duterte ông nói là xác nhận như vậy có để mà cái tình trạng căng thẳng đó thì để giảm đi tình trạng căng thẳng thì tổng thống marcos ông nói là ông chưa hề biết về cái hiệp ước này và nếu có hiệp ước này thì ông cũng không chấp nhận bởi vì không có thể là cái lãnh hải của mình mà để cho tàu của ngoại quốc, tàu của Trung Quốc vào đó là điều vô lý. và uh, ông đại sứ của Trung Quốc tại Manila ông nêu lên cái vấn đề ông nói là trước đây đã có ký như vậy vân vân và vân vân thì quý vị nhắc chúng tôi xin nhắc lại vào năm 2016 đó vào tháng 7 năm 2016 thì tòa án trọng tài của uh, của luật biển đó, ở Liên Hiệp Quốc đó, của luật biển đó thì họ xác nhận là con đường mà chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông đó là hoàn toàn vô nghĩa, không có giá trị. Và họ xác nhận một điều nữa là các, các hòn đảo mà ở ngoài Hoàng Sa, Trường Sa đó nó không có chiều dài là hai hai trăm hải lý lý do là họ nói đây là những cái bãi ngầm là bãi đá thôi nó chưa phải là đảo chính thức đảo là thì phải có sự sống trên hòn đảo đó còn lúc đó thì chưa có sự sống thì tới bây giờ thì chúng ta biết là hoàng sa, hay trường sa thì trung quốc họ đã uh, cơ uh, đắp thành những phi trường, những uh, uh, sinh, sinh, sinh sống trên này rồi thì lúc bây giờ đó thì có thể là đảo nhưng mà trước đây uh, nếu mà theo đánh giá của liên hiệp quốc họ nó không phải là đảo bình thường à, đó là uh, để tám lại chương trình ngày hôm nay đó thì chúng tôi muốn gửi lại cho quý vị đấy là những tin tức uh, những tin tức cuối tuần xin gửi lên quý uh, khán thính giả và đến đây thì chúng tôi xin phép uh, quý vị cho chúng tôi tạm dừng ở chương trình ở đây và chúng tôi kính chúc quý vị uh, uh, những giờ phút còn lại bình an và cũng mong rằng quý vị hỗ trợ nha uh, subscribe like và share chương trình xin kính chào.